Chào chị ạ. Rồi, chào em. Vâng, thật là vui khi được nói chuyện với chị, được kết nối với chị. Em xin hỏi chị là chị tên là gì và hiện nay chị đang ở đâu ạ? Chị tên Lành, chị đang ở bên Mỹ. Chị tên là gì ạ? Chị tên Lành. À, tên là Lành. Lành. Hiện nay đang sống ở bên Mỹ. Chị đang ở sống bên Mỹ. Bên nước Mỹ, chị vui lòng cho em biết là cụ thể cái địa chỉ ở nước Mỹ ở chỗ mà chị đang sinh sống và làm việc là đang ở đâu ạ? Chị đang ở Houston, thành phố Houston, Texas. Vâng Tiểu ạ. bang Texas, phố Houston. Vâng ạ. Xin hỏi là trước đây là chị bị cụ thể là bị đau bệnh như thế nào? Lúc 3 năm trước đó, thì chị bị là nó đau, mới ban đầu nó đau là nó đau ngay cái thắt lưng thôi. Vâng. Thì sau đó nó đau kéo dài đâu khoảng 2 tuần á, xong mới đi bác sĩ. Thì bác sĩ chụp hình rồi kiểm tra cho chị xong thì mới nói chị là bị khớp dị đĩa đệm với đau thần kinh tọa. Rồi sau đó thì bác sĩ mới cho chị thuốc, chị uống á, thì về chị uống con tuần lễ à, rồi sau cái nó hết luôn, cho tới lúc 3 năm sau nó tái lại. Vâng. Nó tái lại thì bắt đầu nó đau xuống cái đùi, rồi nó xa đau xuống tới cái chân của chị, tới cái bàn chân luôn, mà nó tê, nó đau dữ lắm, không đi được mà không ngồi lâu được. Vâng ạ, tức là cái triệu chứng chữa bệnh của chị là bị lâu rồi nhưng mà mới đau lại thì được khoảng bao nhiêu thời gian? Mới đau lại thì khoảng 8 tháng. 8 tháng. Tình trạng đau là bị đau mông và chân có đúng không ạ? Đúng rồi. Có đau lưng nữa không? Có đau lưng luôn, lưng nó xuống nguyên cái chân rồi nguyên cái bàn chân luôn. Vâng ạ. À, cơn đau của chị diễn ra mấy tháng như vậy chị cũng cảm thấy khó chịu lắm không? Khó chịu lắm, nó đau mà chị không có ngồi lâu được, chị ngồi khoảng chừng 10 phút là chị phải đứng dậy. Rồi mà đứng lâu cũng không được, đứng 10 phút là phải ngồi xuống, mà đi thì bước chân mình đi cũng không có bước dài được, Vâng ạ. mà không đi được luôn, nó rất là đau. À, lúc bị bệnh như vậy chị có đi làm việc được không hay là vẫn đi làm việc được? Không, thời gian đầu thì chị không có đi làm, chị nghỉ thời gian cũng cả tháng á. Rồi sau đó rồi chị thấy ở nhà buồn quá, nếu mà mình ở nhà mình cứ nằm hoài rồi á thì nó rất là nguy hiểm, cho nên chị cũng vẫn đi làm. Nhưng mà khi nào mà mình làm á đau á thì mình đi về, cứ Vâng. vậy đó, rồi nó cứ tiếp tục nó kéo dài hoài vậy đó. À, bữa Mà chị chị uống thì đủ thứ luôn mà không cái gì mà nó giúp cho chị mà giảm đau được hết, nó càng ngày nó càng đau. vâng ạ, tức là chị cũng đã sử dụng các một số thuốc ở bên Mỹ rồi nhưng mà không ăn thua đúng không Đúng rồi. ạ? À, bữa đấy chị có tâm sự là định bay về Việt Nam để chữa có phải không ạ? Đúng rồi. Sao Mới là ban đầu anh xã chị đó, anh mới nói là nếu mà cái thuốc này mà gửi qua đây không được á là chị chắc chị phải đi về Việt Nam một chuyến để chị trị á. vâng ạ. À, Chứ thì cái này không có để lâu được, để vâng lâu ạ. nó nguy hiểm. Bị đau như vậy chị có lo ngại không? Lo chứ. Tại vì chị cũng tìm hiểu á, là biết bao nhiêu người ta bị đó, rồi cái có đôi có người thì bị liệt luôn á, người ta không có đi được á, bị rút gân á. Vâng. Rồi chị cũng lo, cho nên là chị cứ tìm hiểu rồi tìm thuốc nào mà ai chỉ thuốc gì thì chị cứ uống á. Vâng, xin Uống nó được thuốc nào thì nó hết thôi, chứ giờ ráng cố gắng. Vâng, xin hỏi là cơ duyên nào đã chị biết được nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường, cụ thể là cái thuốc của bên em mà đặt mua? Hôm bữa tình cờ là ông xã chị ảnh mới thấy cái ở trên cái trang mạng của em ở trên YouTube đó. Dạ. Rồi xong rồi ảnh mới hiểu, thì anh thấy anh đang chia sẻ, em đang chia sẻ cái chị gì mà ở bên Bến Tre đó Vâng. Một chị đó. Xong rồi ảnh mới nói với chị là anh gửi cho chị coi, rồi từ chỗ đó chị mới tìm hiểu chị mua. vâng, hình như là cái anh ấy xem vào cái video mà em đến tỉnh Bến Tre để ghi một chị cũng mà bị thoát vị đĩa đệm và cũng đã khỏi cái bệnh thoát vị đĩa đệm mà bởi cái rượu thuốc chữa của đồng nhà thuốc của bên em, Đông y Bảo Lộc Đường của bên em. Chắc là anh xã của chị đã cho chị xem cái đoạn video đấy có phải không ạ? Đúng vậy. Đấy, thì là qua quá trình này thì là chị tin tưởng vào cái sản phẩm thuốc Đông y của bên em. Thì hôm đấy là em làm cái thuốc thô để gửi sang bên Mỹ, bởi vì gửi sang bên Mỹ thì không gửi được bằng chất rượu
chất nước rất là khó. Thì em thiết kế cái hũ thuốc đấy để gửi sang bên Mỹ. Thì qua quá trình gửi sang đấy thì chị dùng như thế nào? Khi em gửi qua đó thì chị nhận được xong rồi, mà lúc mà em kêu chị nấu á, nấu Vâng. nước để chị uống trong thời gian mà chị đợi để cái rượu nó khoảng chừng 10 ngày đó, thì khi chị uống đâu được một tuần lễ rồi là cái nấu đó chị uống rồi, xong rồi sau tuần lễ đó thì chị uống tới cái rượu. Thì đến thời điểm này chị khỏi chưa hay chưa khỏi? Chị khỏi hẳn hết luôn rồi, giờ chị trở lại người bình thường luôn rồi, không còn bị đau, không còn gì đó hết á. Vâng ạ, xin hỏi chị hôm nay là chị đi làm hay chị đang ở nhà đấy ạ? Chị hôm nay chị đi làm À, tức là khỏi rồi và đã đi làm được bình thường rồi. thường. Trong khi đó là cái thuốc của nhà thuốc gửi bên em sang là vẫn còn, có phải không ạ? Vẫn còn. Đấy, thì là em vẫn dặn chị là còn thì mình ngâm rượu, thỉnh thoảng thì mình uống nhắc lại. Còn cơ bản mình khỏi rồi thì cũng theo nguyên lý là thôi cũng không uống cũng được. Và mình cũng có thể mình uống thêm trong vòng khoảng 1-2 tuần nữa cũng được, không sao cả. Vì cái thuốc đó ngoài chữa bệnh nó còn tốt cho sức khỏe, nó giúp cho ăn ngon ngủ ngon. Để xin hỏi chị là chị dùng cái thuốc đó chị có cảm thấy thuốc có tốt hay không tốt? Thuốc rất là tốt. Lúc đầu á chị dùng một tuần đầu á thì nó giống cái này, thì chị nói chị chia sẻ thật nha, tất cả những cái người mà khi mà uống cái loại thuốc này á thì nó có những 2-3 ngày đầu tiên á thì nó có cái triệu chứng là nó đau hơn. Cho nên tất cả mọi người đừng có sợ, tại vì khi mà thuốc nó vô rồi thì cái cơ thể mình nó cũng phải biến chứng một cái vài cơn đau nào đó, thì từ 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 bắt đầu nó hết là hết luôn. Thì lúc đầu chị, cơ thể chị cũng y vậy đó, thì chị uống vô thì tuần đầu thì nó có 2-3 cơn đau gì, nó đau hơn lúc bình thường, rồi sau đó thì bắt đầu nó mới từ từ nó hết, từ từ nó yên từ từ, rồi chị khoảng 2 tuần sau thì chị thấy nó hết hẳn rồi, nó giảm khoảng chừng 70-80% luôn á. Rồi xong rồi chị cứ tiếp tục chị uống á, thì cho tới còn một liều đó là còn khoảng 1 tuần nữa, thì lúc đó chị cảm thấy là nó được 90-95% rồi. Rồi sau đó chị uống tiếp tục luôn, là bây giờ chị không còn ấy luôn, hết một liều luôn á, chị không còn cái bệnh nữa. Vâng, tức là uống mới có hết một liều cho đến hơn một liều bây giờ chị đã khỏi rồi đúng không? Còn thuốc thì chị cứ để dành cho em nhá. Và hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2022, tức là khi em gửi thuốc mà chị nhận được nó khoảng vào Tết Nguyên Đán của Việt Nam có phải không ạ? Đúng vậy. Đấy, thì là khi dùng đến bây giờ là 1 tháng, cho tới hơn 1 tháng là chị khỏi hoàn toàn rồi, có đúng không ạ? Đấy, Đúng. chị có thấy thuốc của nhà thuốc thật sự là tốt và hiệu quả không? Với cương vị của một Đúng. người... Chị nói thật là thuốc này của nhà thuốc rất là hiệu quả. Chị nói thật, chính bản thân của chị không quảng cáo, nhưng mà cái này là chính bản thân của chị dùng. Em biết chị dùng biết bao nhiêu loại thuốc luôn, mà thuốc ở bên đây mắc tiền lắm, mà thuốc dược thảo người ta làm ra riêng luôn đó, mà Vâng. chị cố gắng kiên trì chị uống mà nó cũng không giúp gì được cho cái bệnh của chị. Thì coi như là thuốc nào, bất cứ chị uống thuốc nào chị cũng tin tưởng hết, tại vì trong những cái loại thuốc nào cũng có cái loại thuốc mà để trị bệnh cái đau nhức này. Vâng. Nhưng mà không ngờ cái cơ duyên chị gặp được cái tiệm thuốc của em rồi đó, thì không ngờ là cái thuốc này cái xác suất nó rất là cao. Vâng. Mà cái uống chị là chị đau nhiều lắm luôn, chị nói thật, chị đau mà mỗi mà tối bữa nào chị cũng phải khóc, nó khó chịu lắm, nó nhức ở đâu trong người mình, nó thật sự ra mình không biết diễn tả như thế nào cái đau đó. Vâng. Thì khi mà uống xong rồi chị thấy là chị nói trời ơi, thuốc này rất là cái xác suất nó hết đó, hết cái bệnh rất là cao. Cho nên chị cũng chia sẻ tất cả những người mà thân, những người bạn mà chị biết đó, thì chị cũng nói là ừ, phải tin tưởng cái này mình uống đi, tại vì không có cái bệnh nào mà khổ bằng cái bệnh đau nhức này hết á. Vâng. Chị nói chị hết rồi, chị mừng là chị chia sẻ cái cả không phải là bên Mỹ này mà bên Việt Nam luôn nữa. Chị đưa số điện thoại của em đó cho mọi người liên lạc, để mà ai mà có cái bệnh này thì chị mới nói là tất cả là ai bệnh thì phải tin tưởng, khi uống thuốc nào mình cũng phải tin tưởng, cái lòng tin của mình nó rất là cao, thì mình Vâng. uống vô thì nó được. Cảm ơn chị. Chị vui lòng cho biết là hồi xưa là quê của chị là ở ở đâu không ạ? Quê ở Việt Nam ấy. Quê chị ở Long An.
Vâng, 7 bữa có bạn, chắc là chị liên lạc với cháu của chị ở Long An đặt mua cái thuốc của bên em gửi qua Sài Gòn là cái nơi trung chuyển, xong cái là gửi sang bên Mỹ. Đúng, đúng rồi. Đấy, bây giờ nếu mà chị có thể đứng lên được, chị đi cho em một đoạn được không? Nếu chị đứng lên được mà không vướng gì cả, chị có đang cầm máy không? Không, tại vì chị chọc gồm, chị ngồi ở trong chỗ cái phòng có chút xíu À à. thế hả? Vâng ạ. Nhưng tại chỗ làm của chị đó, chị để con chút xíu à, cho nên là chị thông, em thông cảm Vâng, ok chị. ha. Nên có đứng vậy em ngồi ngay cái, chị ngồi ngay cái góc chỗ đó. Vâng ạ. Được biết theo chị là bây giờ là 9 giờ tối ở bên Mỹ. À xin lỗi, bây giờ là 9 giờ tối ở Việt Nam thì bên Mỹ là mấy giờ rồi? Bên Mỹ hả? Bên Mỹ của chị đó là bây giờ này mới có 8 giờ thôi. 8 giờ là mùa đông 8 giờ, còn cuối tuần này ngày mai là mới đổi lại 9 giờ. À thế bên Mỹ hay là đổi giờ được nhỉ? Đúng rồi, cho nên chị mới nói là cái giờ luôn, chứ để chị nói nhiều khi bây giờ chị nói 8 giờ cái ngày mai đổi lại 9 giờ nữa, cái nó tổng cộng cái giờ giấc đó, Vâng ạ. cho nên ai đổi giờ đó thì nó bằng với giờ Việt Nam. Bên Việt Nam á là bây giờ là 8 giờ tối thì bên chị là 9 giờ sáng. Vâng ạ, bây giờ Việt Nam là 9 giờ rồi, 9 giờ hơn một tí rồi. Thì là hôm nay qua quá trình là một thời gian chị tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm thuốc, cụ thể là thuốc chữa viêm đau dây kinh tọa do vôi gai thoái hóa cột sống thoát vị đĩa đệm của bên nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường gửi sang bên Mỹ, thì đến giờ này chị khỏi hẳn rồi. Nhà thuốc cũng rất là mừng và thay mặt nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường em xin được cảm ơn chị đã bớt chút thời gian để cho nhà thuốc bên em phỏng vấn đôi lời với chị. Xin cảm ơn chị. Bởi vì em biết là giờ này, em biết giờ này là giờ chị đang làm việc, bởi vì em không biết là lúc nào mà chị rảnh cả, bởi vì múi giờ bên Mỹ nó khác với Việt Nam. Thì hôm nay em xin phép được đúng vào cái thời gian chị làm việc thì đã mất một chút thời gian của chị. Thay mặt nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường một lần nữa cảm ơn chị đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm này. Không có chi em, chị cũng cảm ơn em và cảm ơn nhà thuốc rất là nhiều. Cho nên chị nói tất cả mọi người, chị hy vọng là mọi người ai cũng đều hết bệnh hết. Cho nên nhờ cái cơ duyên này thì chị cũng gửi gắm lên tất cả mọi người, ai mà bệnh nhân nào bị bệnh đó thì hãy tin tưởng, thì mà uống thì sẽ hết bệnh. Vâng, một lần nữa cảm ơn chị. Bây giờ chị đi làm việc đi. Xin cảm ơn chị Rồi, nha. cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ Dạ, chúc vâng. em nhiều sức khỏe nha. Vâng, cảm ơn. Chị tắt máy cho em đi ạ. Dạ. À, chị này là ở bên đất Mỹ đã khỏi bệnh viêm đau dây kinh tọa, cụ thể là bị khỏi thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm. Đây quý vị và các bạn xem một chút tin nhắn từ chị. Đây này. Đây, thu cái này nhỏ lại. Tin nhắn của chị là đầu tiên là: anh ơi, cho em hỏi thăm em lấy thuốc rượu ở tiệm anh chị thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm, thuốc có gửi đi nước Mỹ được không? Xin cảm ơn. Và khi đây nhà thuốc gửi mẫu thuốc và cụ thể là cái đoạn cuối là: chào em, cảm ơn em nhiều lắm, chị dùng đều đặn mỗi ngày, nay hết nhiều rồi, được 90%. Bây giờ đi đứng làm việc thoải mái, mừng lắm luôn. Và chị có chia sẻ trên trang của chị cho tất cả mọi người, mong rằng ai ai cũng hết bệnh đau nhức này và có cuộc sống hạnh phúc. Một lần nữa cảm ơn em nhiều. Đây là chị, lúc này là chị vào ngày 22 tháng 2 năm 2022 thì chị đã đỡ 90%. Còn bây giờ thì là chị ổn hẳn rồi. Đây, trang Zalo của chị bên Mỹ. Đây, chị có chia sẻ nhà thuốc đây, nói về thoát vị đĩa đệm. Đấy, người thật việc thật. Và chị cũng quảng bá luôn hộ cái sản phẩm này và nhà thuốc đọc qua này: đây là thuốc chữa thần kinh tọa thoát vị đĩa đệm rất là hay, xin chia sẻ cùng bạn bè và tất cả bà con nào bệnh lâu ngày đi trị đủ thứ mà không hết, lại tin tưởng bài thuốc này nha.
Chính bản thân tôi đã bị bệnh này kéo dài khoảng 8 tháng, đi trị đủ thứ mà không hết. Còn đau kéo dài, đi đứng làm việc rất khó khăn. Nhờ duyên lành gặp được thuốc này mà tôi hết bệnh, xin chân thành chia sẻ đến mọi người. Cầu nguyện cho ai uống được thuốc này, bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn đến nhà thuốc rất là nhiều. Đấy. Trang Zalo của chị thấy sản phẩm tốt và hiệu quả. Chị copy lại cái hình ảnh rượu thuốc này và đã đăng lên trang cá nhân của mình. Đấy, rất là tuyệt vời về sản phẩm. Bây giờ thì nói chuyện xong thì cũng ở Việt Nam thì cũng đã 9 giờ. 9 giờ hơn. Bởi vì là nhà thuốc cũng không biết là chị lúc nào rảnh. Bởi vì múi giờ của bên Việt Nam khác với bên Mỹ. Hôm nay là hôm thứ 6. Ngày 11 tháng 3 năm 2022.